vâng xin chào tất cả mọi người chào mọi người đã quay trở lại với xem bóng đá là có tiền của mình hôm nay mình sẽ nhận định cho anh em trận đấu tâm điểm của vòng 6 ngoại hạng anh trận đấu tái hiện uh, cúp C1 uh, tranh cúp C1 uh, châu Âu năm 2021 giữa Chelsea và Manchester City diễn ra vào lúc 18h30 ngày 25 tháng 9 năm 2021 anh em nhé uh, trận đấu này sẽ là trận đấu được đánh giá là rất quan trọng cho các cầu thủ Chelsea cũng như là Man City chỉ cần một trong hai có thể giành chiến thắng được thì họ sẽ có cái cơ hội để uh, lấy cái vị trí đầu bảng của uh, mùa giải ngoại hạng Anh năm 2021 2022 anh em nhé Ok thì uh, trận đấu này nó sẽ diễn ra cách đây uh... À, 3 ngày nữa tại vì ngày hôm nay mình nhận định là từ ngày 22 nên là chắc chắn là cũng sẽ có nhiều thay đổi nhưng mà vì mình muốn để gửi tới anh em cái video nhận định sớm nhất để anh em có thể tiện theo dõi nên là mình sẽ làm sớm hơn mọi khi một chút Ok thì mình sẽ đi luôn vào những cái nhận định chính của trận đấu này từ đầu mùa giải tới giờ thì các bạn có thể dễ dàng nhận thấy về phía các cầu thủ Chelsea họ đang thi đấu cực kỳ là ấn tượng. Đặc biệt là vị trí của Lukaku khi mà chuyển đến đây thì sau 4 lần ra sân Lukaku đã ghi được 3 bàn thắng và có những cái tình huống xử lý thật sự là rất là đẳng cấp. Ngoài Lukaku thì trong đội hình The Blue trong thời điểm hiện tại thì họ còn rất nhiều cái tên chất lượng khác nữa và ở cái trận đấu giữa Lukaku và các cầu thủ Chelsea với lại phía các cầu thủ Manchester City thì chắc chắn là chúng ta sẽ nhắc đến hai cái tên hàng đầu đó chính là vị trí của Lukaku cùng với đại Jack Hai bản hợp đồng được đánh giá là rất là chất lượng của hai câu lạc bộ này trong cái kỳ chuyển nhượng vừa rồi và ở thời gian gần đây thì các bạn có thể dễ dàng nhận thấy là cái phong độ của Chelsea đang tốt hơn các cầu thủ Man City rất là nhiều. À, họ đang có một cái chuỗi trận à, không thua ở ngoại hạng Anh Và hiện tại họ đang có tới 13 điểm Và họ đang đứng ở trên đầu bảng xếp hạng bóng đá ngoại hạng Anh sau 5 vòng đấu anh em nhé à, Họ có một trận hòa cùng với lại 4 chiến thắng Và đang có à, hiệu số là 11 bậm bàn Ngay bên dưới các cầu thủ Chelsea đó chính là Liverpool Cũng có 4 chiến thắng một trận hòa Uh, cũng là 13 điểm và dương 11 bàn Còn về phía các cầu thủ Manchester City thì hiện tại Manchester City đang đứng ở vị trí thứ 5 trên bảng xếp hạng tổng sắp Ngoại hạng Anh sau 5 vòng đấu họ chỉ có 10 điểm, có 3 chiến thắng, 1 trận hòa và 1 trận thua uh, Và ở cái trận đấu này chỉ cần uh, Chelsea tiếp tục có một chiến thắng trước các cầu thủ Manchester City thì chắc chắn là Chelsea sẽ duy trì được cách biệt của mình với đội bóng đứng thứ hai đó chính là Liverpool các bạn nhé. Đây các bạn có thể dễ dàng nhận thấy trong top 5 hiện tại uh, Chelsea, Liverpool và Manchester United cả ba đội bóng này đều đang có 13 điểm. Manchester United thua Chelsea và Liverpool về hiệu số khi mà Manchester United chỉ có 3 à có 9 bàn còn hai đội bóng kia là đang dương 11 bàn. Ngay sau uh, uh, ba đội bóng hàng đầu này thì là một hiện tượng của bóng đá năm nay đó chính là Brinton hiện đang có 4 chiến thắng cùng với lại một trận thua có 12 điểm và dương 3 bàn. Ok thì chúng ta sẽ đi đến về cái lịch sử đối đầu cũng như là phong độ thi đấu gần đây của cả uh, hai đội bóng này. Thì các bạn có thể thấy là Tottenham Hotspur đã để thua các thủ Chelsea ở cái vòng đấu vừa rồi với tỷ số 3-0 và à, tỷ số 1-0 là tỷ số giữa Chelsea và Zenit ở đấu trường Cúp C1 và hiện tại thì các cầu thủ Chelsea đang giữ giữ một cái chuỗi trận bất bại à, tới 6 trận ở trên mọi đấu trường anh em nhé, 7 trận, 7 trận trên mọi đấu trường. Còn các cầu thủ Manchester City thì sao? Manchester City vào đêm ngày hôm qua họ đã có một chiến thắng trước welcome với tỷ số là 6-1. Họ để các cầu thủ Southampton cầm hòa bất ngờ ngay trên sân nhà của mình với tỷ số là 0-0 họ có những chiến thắng trước Legic ở cúp C1 tới 6-3 và một chiến thắng 5-0 ở vòng đấu Nó diễn ra vào ngày 28 tháng 8 năm 2021 trước các cầu thủ Arsenal ở ngoại hạng Anh với tỷ số là 5-0 và thắng các cầu thủ Leicester City với tỷ số là 1-0. Còn về phần đối đầu của cả hai câu lạc bộ Ờ, trong thời gian gần đây thì các bạn có thể nhớ ra trận đấu uh, tranh cúp C1 gần đây nhất giữa Manchester City và Chelsea. Uh, người chiến thắng là các cầu thủ Chelsea các bạn nhé ở ờ, trong 5 trận đối đầu gần đây nhất thì các cầu thủ Chelsea thắng tới 4, Manchester City chỉ thắng một trận duy nhất mà thôi. Và hai đội này thì thường xuyên rất là gặp nhau. Từ năm 2020 cho đến bây giờ họ đã gặp nhau lần đầu này nữa là 6 lần liên tiếp anh em nhé. Ok thì chúng ta sẽ chuyển luôn đến cái đội hình ra sân dự kiến của cả hai đội ở cái trận đấu này và một số cái thông tin lực lượng xung quanh trận đấu. Uh, chúng ta đi đến cái thông tin lực lượng thì ở trận đấu này khả năng ra sân của thủ thành Mendy uh, của các cầu thủ Chelsea thì còn chưa được rõ ràng còn về phía Manchester City họ sẽ thiếu vắng đi hai vị trí khá là quan trọng đó là Johnstone và vị trí của Lamport, hai cầu thủ ở hàng thủ của Man City chúng ta điểm qua một chút về cái đội hình ra sân dự kiến của Manchester City trước họ sẽ ra sân với lại ba uh, mũi nhọn tấn công đó chính là Jesus Torres cùng với lại Jacques Queriz. Đá ở bên dưới họ thì sẽ là vị trí của Kevin De Bruyne, uh, Rodri và vị trí của Rodugan. Uh, ở hàng thủ của họ thì vẫn là những cầu thủ rất là chắc chắn, Kyle Walker, Dias, Acer và vị trí của Cancelo ở trong khung thành của Manchester City trong trận đấu này sẽ là Ederson. Nếu phân tích qua một chút về cái đội hình ra sân này của các cầu thủ Manchester City, uh, họ sẽ đá với đội hình là 4-3-3, sơ đồ chiến thuật 4-3-3. Kevin De Bruyne, Rodri Rod Rod và vị trí của Inker Gorugan sẽ là ba cái tiền vệ. Uh, vị trí của Gorugan cùng với Adeyemi sẽ đóng vai trò là tiền vệ đánh chặn, còn Kevin De Bruyne sẽ là tiền vệ uh, thu hồi bóng tiền vệ uh, trung tâm. Uh, jay cùng với Torres sẽ đá hai bên cánh và Jacques Willis sẽ là đá cao nhất cả trên đội hình của Manchester City trong trận đấu này. Uh, mình đánh giá ở cái đội hình này cái cỗ máy vận hành chủ yếu của họ sẽ xoay quanh vị trí của Kevin De Bruyne và Jacques, Willis. còn lại sẽ là những hộ công còn về phía các cầu thủ Chelsea thì sao ở trận đấu này Chelsea sẽ được ra sân với một cái đội hình mạnh nhất của mình mình tính đến thời điểm hiện tại ờ, trong thủ thành của họ sẽ là Kepa họ sẽ ra sân với bốn cầu thủ ở hàng thủ đó là Sen, Thiago, Simba, Rodrigo và uh, Azpilicueta ở trên hàng uh, tiền vệ của họ sẽ có những cái tên cực kỳ tốt đó chính là vị trí của Jorginho, Kanté và Alonso cả Cante, Jorginho đều là những cái tiền vệ số 1 của bóng đá uh, Châu Âu trong thời điểm hiện tại. Họ sẽ ra sân với lại uh, Kai Havertz, uh, Mason Mount và đặc biệt là mũi nhọn tấn công của họ chính là Lukaku. Và trong cái trận đấu uh, diễn ra đêm nay uh, là thì chắc chắn là Lukaku sẽ sẽ không ra sân anh em nhé chắc chắn là trong trận đấu đấy thì Lukaku sẽ được nghỉ và thay vào là Timo Werner và Lukaku sẽ có một cái khoảng thời gian nghỉ nhất định ổn cho sức khỏe của mình để dành cho trận thi đấu này giữa các cầu thủ Chelsea và Manchester City. Thứ nhất là về phần đội hình, Chelsea đang được đánh giá cao hơn rất nhiều và hiện tại các bạn có thể nhìn thấy trực tiếp ở trên màn hình đây thì về cái đội hình này thì các cầu thủ Chelsea cũng đang uh, chiếm về ưu thế. Uh, cái thứ hai đó là Lukaku được nghỉ dưỡng và với cái lợi thế trên sân nhà của mình thì chắc chắn là ở trận đấu này uh, Manchester City muốn có được điểm ở trên sân Chelsea là cực kỳ khó. Và ở cái uh, trận đấu này thì tính đến thời điểm hiện tại khi mình đang uh, soi kèo cho anh em đây thì là ngày 22 uh, kèo châu Á là hai đội sẽ bằng bóng tỷ lệ ăn sẽ là Chelsea 1 ăn 99 còn uh, các cầu thủ Man City là 1 ăn 89 theo kèo châu Âu thì nếu như Chelsea thắng công cả trận thì 1 ăn 272 hòa uh, thì là 3 1 ăn 340 còn nếu như mà Manchester City thắng thì là 1 ăn 2,58 uh, uh, Nhìn qua, phân tích qua một chút cái này thì các bạn có thể thấy là uh, Hiện tại, trong thời điểm hiện tại thì nhà cái vẫn đang đánh giá uh, Manchester City cao hơn một chút do là chấp tiền Đấy, Còn tài xỉu ở trận bóng này thì là tài xỉu 2,25 uh, Nằm tài thì sẽ là ăn uh, 0,81 còn nằm xỉu sẽ là ăn 0,95 cái tỷ lệ nổ tài ở trận đấu này cũng sẽ là cao hơn khi mà nhà cái ra đưa ra một cái tỷ lệ cửa trên uh, tài thì ăn sẽ thấp hơn nằm xỉu Ok thì ở trong cái trận đấu này mình sẽ nhận định cho anh em luôn hai cái kèo bóng chính để có thể đi được ở trong trận đấu này còn mọi kèo bóng phụ khác thì mình sẽ uh, để lại trước khi trận đấu diễn ra mình sẽ nhận định cho anh em sau nhé. thì ở trận bóng này chốt cho anh em nên đi bóng thằng uh, Chelsea cả trận cùng với lại một cái kèo uh, uh, Tài Xỉu <laughs> nằm trên cái tài nhá các bạn nhé nằm tài uh, ăn uh, bóng uh, Chelsea này một ăn 99 và nằm cái tài uh, ăn uh, 0,81 còn nằm dưới xỉu thì ăn uh, 0,95 thì mình chọn cho anh em hai cái kèo là đi bóng Chelsea cả trận và một cái tài cả trận bóng này anh em nhé còn anh em mà muốn nhận thêm nhiều kèo bóng hơn nữa, muốn có thêm nhiều uh, cái uh, uh, kèo bóng hơn nữa thì anh em mình kèo xuống phần mô tả kết bạn zalo với mình, mình sẽ đưa anh em vào trong nhóm bóng uh, đẩy kèo 24 giờ trên 7 với một cái tỷ lệ ăn rất là cao. bên cạnh đó thì mình sẽ hướng dẫn cho anh em một trang bóng chơi thật là uy tín, làm rút tiền qua thẻ atm ngân hàng. anh em chỉ cần có thẻ ngân hàng cùng với lại cái internet banking thôi là anh em có thể đăng ký và chơi trên trang được không nhất thiết là anh em phải uh, dườm già hay mất thời gian gì cả chúng ta chỉ cần uh, có thẻ ngân hàng sử dụng banking là chơi được thôi cũng rất là nhiều anh em trong thời gian qua đã nhắn tin cho mình và uh, hỏi về rất nhiều cái vấn đề thì anh em nào cần thêm nhiều tư vấn nữa thì anh em cứ kết bạn zalo mình sẽ hướng dẫn anh em uh, sẽ uh, cho anh em những cái chia sẻ làm sao cho tốt nhất và nhận định cho anh em những trận bóng hay nhất ok thì trên đây là toàn bộ những cái nhận định và dự đoán của mình về trận đấu này anh em cảm thấy hay thì hãy để lại cho mình một like một xe và một đăng ký kênh anh em hãy bình luận những cái ý kiến của anh em ở bên dưới mỗi video để mình có thể phát triển kênh hơn có thể hoàn thiện hơn ở những video sau và có những cái video chất lượng tốt hơn nữa để cho tất cả anh em cùng theo dõi xin chào và hẹn gặp lại tất cả mọi người ở những cái video tiếp theo